cả nhà thân mến, cả nhà ơi, hôm nay cô bé tóc rối đang đi ra đường, rối rắm quá, không biết là đang đi đâu đây. À quên, đúng rồi, cái não nó đã định hình rồi là Thúy Nga đang đi tiệc nha quý vị. Tiệc mà hôm nay đi nó hơi xa, mình đâu có ai đưa đón đâu, tráng sĩ thì không, thôi kêu đại thằng em đẹp trai nhất Bonsa nó đưa mình đi. Đây quý vị ơi, trai đẹp Bonsa. Ủa mấy nãy nó đến là không có đẹp đâu quý vị. Không có đẹp, không có chịu đầu tư. Chị Nga đã dặn em ơi mình đi tiệc nha. Dạ chị, đến mặc nguyên bộ đồ dí như chắc mới đi đón con về sao, phải không? Phải không? Gọi là bộ đồ lao động. Không, đâu lao động gì đâu. Xong rồi cái em nó mới nói thôi để em làm biến chạy về mặc cái áo khoác đen này thôi cũng được. Hôm nay là... Ủa giờ chị cứ thấy em ốm xong rồi ốm xuống gần tới 5-6 ký. Ủa bí quyết làm sao vậy? Em muốn thuốc giảm cân. Ủa? Thuốc giảm cân mà giờ em bán nha, em phải test em mới dám. À vậy sẵn đây em có muốn quảng cáo thuốc giảm cân cho vợ em bán luôn không? Không thì nếu mà ai mà muốn thì cứ inbox vô Facebook của Bazo thôi. Bazo qua Mỹ bôn ba quý vị ơi, bởi vì mọi người phải ủng hộ cho trai đẹp Bonsa nha, là vừa phải đi làm đạo diễn vừa quay phim rồi đó, hôm nay là Kim làm tài xế chương trình cho chị Thúy Nga luôn, nói chứ không có Bazo là đi tiệc người ta mời luôn đó quý vị. Với lại bây giờ là còn bày đặt ra cái trò buôn bán đồ. Bán chưa? Buôn bán đồ, bán là bán thuốc giảm cân hả? Ừ, tự nhiên không biết làm sao chứ. Ủa, bữa hôm bán đồ ăn mà. Ừ, thì nói chung gì cũng bán hết á. Vậy hả? Rồi có bán thân luôn không? Không, thân thì tại vì bán hoài mà không ai mua. À, vậy hả? Thôi, dẹp món hàng này ế lâu năm rồi. Thôi, tại em có vợ đó chứ, em có vợ là trời ơi, trai chiếc ở đây nó ngắm nghe em hết luôn chứ giờ. Khi nào chị Thúy Nga mà nhìn em mà chị Thúy Nga có cảm giác thầm thèm thì khi đó em có... Không có em. Thì đó, thấy không, câu trả lời liền. Chị nói thẳng liền, chị không có không, chị không có cái nết đó. Đó chị thì không... chị thấy không, chị Thúy Nga còn nó không có... Không phải em, ngày xưa chị cũng có nết dạy trai, cũng nặng lắm em. Chị cũng có nết dạy trai trẻ luôn chứ không phải vừa đâu. Nói chung là em bật tiết lộ nhưng mà thôi em không có nhắc lại quá khứ. Quá khứ là di vãng. Nhưng mà bây giờ thì giống như là em tính cái cuộc đời em làm như nó bôn ba lắm, đụng tới trai là nó bôn ba sao á. Nên ghét quá thôi, bây giờ em giống như là em tự cô lập cuộc đời sống của em đi, em tự lo cho em đi. Đó, nên là nhìn ai cái mắt rất là thờ ơ hờ hững luôn. Mặc dù Bazo nó rất là đẹp trai nhưng quý vị đẹp trai lắm, nhưng mà nói chung trời ơi, có vợ rồi mày sao mày kỳ vậy bay Bazo. Bazo nó chứ Bazo là một em thanh niên ngày xưa rất là đẹp trai, hot boy của Sài Gòn, cũng lừng lẫy ăn chơi quậy cũng dữ lắm, bây giờ rất là ngoan quý vị, tu lắm luôn, lúc nào đi làm việc cũng thấy trong một cái tình trạng là gọi cho vợ cho con rồi lo cho con, nói chung là rất là ngoan. Tôi đã theo dõi là tôi biết nhưng mà tôi không có thèm nói thôi, nhưng mà tôi thấy anh là người cha chuẩn mực đấy. Rồi cảm ơn chị. Người cha chuẩn mực đấy, ngon đấy. Ngon ha. Ừ, giỏi, tốt. Đàn ông như thế thì mới phục nha. Đấy. Ừ, thế mới gọi là đàn ông chân chính. À thôi bây giờ chúng ta trở lại vấn đề đi, chúng ta đừng lan man nữa. Là hôm nay Thúy Nga đi về một cái hiu. Đi, đó hiu sắp tới quý vị. Đi birthday một người em luôn, cũng một em trai cũng cỡ tuổi Bazo thôi đó mà rất là thành công nha. Hôm nay là birthday của cái cậu bạn trẻ này mà trời ơi bạn cũng dễ thương lắm quý vị, mà bạn cũng khắc nghiệt là nói chị ơi chị đến chị quay cái gì đi, chị đừng quay cái mặt em mắc cỡ lắm. Nên biết này coi sẽ... như là nhân vật này sẽ là nhân vật giấu mặt. Cái này là gọi là nhân vật bí ẩn. Nhưng mà bạn này Nga đã tiếp xúc rồi thì bạn này rất là giỏi, hai vợ chồng bạn này giỏi dữ lắm. Nhưng mà hôm nay á lý ra là Thúy Nga là đi qua Atlanta phát hiện ra một cái điều nghịch cảnh là ngày mai em có show ở đây quý vị, mà em quên. Tại bữa hôm có một cái show cancel mà Nga cứ lộn cái show này, cuối cùng là Nga lại dính chưởng là đi được cái birthday này chứ lý ra là Nga cũng không đi được luôn đó. Em thấy không, cái bộ não chị em làm như nó không có, thứ nhất nó không có đàn ông, mà hai là thứ hai là làm như nó lớn tuổi, nó bị lú lẫn vậy đó. Ôi show như, mà không nhớ luôn em. Giống như là đẹp chỉ để trang trí thôi á. Giống như có một bê chân tụi kiến. Để chân thôi chứ không có xài được. May có hoài tâm hỏi chị mới biết. Trời ơi lật đật em. Bỏ là, vé máy bay ở lại show, liền. Show nail hả? Không, show này show diễn Halloween thôi. Nên là hôm nay Thúy Nga mới đi được cái tiệc này nha quý vị. Thôi bây giờ gần tới rồi để Nga review cái khung cảnh ở đây cho mọi người xem rất là đẹp. Và ai mà muốn ủng hộ thuốc giảm cân thì nhớ liên lạc với inbox Facebook Bazo. Đẹp quá ha, cô đẹp quá. Ủa
hôn cũng đến rồi mà trời tối tăm mù mịt quá, không có hứng thú gì để mà review hết. Hôm nay mình đi ban ngày. Đẹp lắm. Rất là đẹp nha. Nói chung là tứ bề, tứ bề núi. Ở đây là hiu như quý vị, núi không à. À, bây giờ là bắt đầu là ở nước Mỹ là nó bắt đầu nó vô cái mùa Halloween rồi, bắt đầu mọi thứ là người ta bắt đầu người ta trang trí á, đi tới đâu cũng thấy nó có cái không khí gì nó đã. Không, em tới ngày Halloween là bắt đầu trời 4 chiều là trời sập tối nha. Đúng rồi, thì nó có cái đặc biệt ở đây, cái thời tiết ở California rồi là tự nhiên thấy ngày nó ngắn ngủn rồi chán, không thích chút nào, thích mùa hè trời nó sáng hòa mà cảm giác nó ban ngày ban mặt hoài vui lắm. Có các em thanh niên đang chạy bộ dễ thương quá. Đường núi đẹp ghê chứ. Hai cây nhà này, nhà mà trên cái đỉnh núi đó chắc cũng mấy triệu nha. Rồi ai ở trên đỉnh thì đường nào đi ta? Thì cũng vậy đó, đi đường vòng vòng đó. Wow, ở trên đỉnh nó là nhà mắt lắm luôn. Con số nó có lẽ là nó tầm khoảng chục triệu đó. Hôm nay là ngày birthday nên là vừa đến thấy xe cộ đậu nhiều quá nên là Nga phải chọn cái nơi nào mà nó thoáng một chút xíu. Wow, hôm nay thì Nga đi ban ngày á thì mới thấy được một cái là cái vợ chồng chủ nhà này trình bày nhà rất là đẹp nha. Wow, trước đây là có hai cái tượng. Phần này là Nga biết là chắc là thỉnh tại Thái Lan nha. Wow, đẹp quá mọi người. Wow, rất là đẹp ha, đẹp lắm luôn á. Đây là trước đây có cây chanh nè, cái nào cái đó to chà bá luôn, chanh mễ. Thôi bây giờ mình đang đứng trước cổng nhà, thôi bây giờ mình đi vô trong đi. Vô trong thì mình tranh thủ là trời cũng chưa có tắt nắng đó, thì Nga sẽ review những cái khung cảnh xung quanh nhà. Trời ơi, tao nó đẹp muốn xíu luôn vậy đó. Đây là cái liễu nha, cái liễu yếu đầu tơ á. Ôi tự nhiên mình đứng đây tự nhiên thấy mảnh mai dễ sợ luôn á. Hôm nay thấy Nga mặc bộ đồ rất là cá tánh nha, nhưng mà đứng đây tự nhiên cứ thấy mình rất là mảnh mai. Nhưng mà thôi bây giờ chúng ta cứ đi vào trong đi để mình xem ở trong tình hình hôm nay birthday của cậu bạn này họ sẽ tổ chức như thế nào ha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi ra ngoài cái khoảng sân chứ. Ôi trời ơi, tôi tưởng như hươu cao cổ nhà Vương Phạm nó lọt qua đây chứ. Đây là con hươu cao cổ như cái gì, nhưng mà nó bằng da. À, úi cha, mém rồi em bị dấp, dây điện té rồi. À đây mọi người, đây là birthday của chủ nhân. À, nhìn này thì là mình đã đoán được đây là một cái chàng trai rất là cá tính nha. Tại bong bóng là chỉ màu đen với màu vô thôi. Mọi người đang sửa soạn cái không gian birthday tối nay. Thực sự là Nga cũng thấy là vui. Mình không có bay được tiểu bang xa nhưng mà cuối cùng ở lại dự được birthday của bạn này. Nói chung chị ở lại vậy thôi, chị đi sinh nhật em nha. Đây là cái hồ bơi nha quý vị. Tại đây có cái này Nga thích thích nè. Cái miếng gỗ đó người ta đẽo, người ta khắc sao, người ta gấp cái
thành nguyên cái con ngựa rất là đẹp luôn, rất là dễ thương. Con ngựa này rất là đẹp nha, mà đem cái con ngựa này là đem từ Thái Lan về đó. Tại sao mà tôi đã biết? Tại vì là tôi đã nghe họ kể rồi. Nên hôm nay là tôi có thể nói thoải mái mà không có thể là mình không có không hiểu biết. Mình rất là hiểu biết con ngựa này xuất xứ từ đâu. Con ngựa này xuất xứ từ Thái Lan đem về đây nha. Và hai cái tượng mới nãy lần trước cũng là từ Thái Lan đem về đây. Không gian rất là đẹp mà rất là thoáng. Và ở đây là hay tổ chức những cái tiệc party đó. Mình nghe nói là chủ nhân của căn nhà này đó có cho thuê căn nhà này để mà làm những cái tiệc event hay đám cưới hay thôi nôi gì đó. Nói chung là tiệc gì cũng được hết. Thì hôm nay là tiệc chính thức của chủ nhân chứ không phải là cho ai thuê hết. Thì lát nữa Nga sẽ xem sơ trong này là có bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu phòng tắm nha, đẹp lắm. Đây mọi người đi ra đây cùng với Nga đi. Mạng quá ha. Cảm giác mình ở đây giống như là mình ở một cái resort gì đó bây giờ. Cảm giác giống resort hả? À, thì cảm giác ở đây giống như resort vậy đó. Mà hình như thiếu cái gì phải không? Thiếu gì em? Thiếu cái gì đó quan trọng lắm mà. Giống như là một tráng sĩ nào đó nó kiểu vậy. Không em, chương trình chị là chương trình talk show mà chị đâu cần tráng sĩ đâu. Sao nhưng em cứ cài cắm tráng sĩ vô đây chi vậy? Không phải, giống như mình sống trong cái khung một cái không khí mà dưới triền dốc núi nhưng mà lại thiếu một cái gì đó. Thực sự ra đối với cái khung cảnh này thì nếu mà có một tráng sĩ cái bên thì Nga sẽ mặc váy kiểu mà Hawaii một chút rồi nha. Sẽ hát bài ngay nhôn nhi về trên khu phố. Nào múa múa xem nào đó. Thôi mình đi tiếp đi mọi người. Bàn tiệc tối nay là xung quanh ở đây nha. Trời ơi hôm nay tôi mới thấy cái đuôi ngựa. Cái đuôi ngựa phía sau này cũng đẹp lắm nè. Đung đưa được luôn nha. Đuôi ngựa có đung đưa nha quý vị. Rồi đây, chúng ta đi tiếp. Wow. Cái này mới đẹp nè. Đây đây. Ủa sao đàn ông mà bánh màu gì vậy? Không phải. Đây là những cái bánh những bánh này rất là ngon quý vị. Bánh là bánh sinh nhật. Mà những cái hiệu bánh này ngon lắm nè. Rất là ngon nha quý vị. Bánh này là đặc. Phải đặc, phải dặn trước mới có. Bà Nga biết cái thương hiệu chỗ này luôn mà Nga quên mất cái tên rồi. Vậy mà nói biết trời ơi. Biết ăn rồi. 98 hả? Sao biết hay vậy? Khuôn viên này rất là đẹp nha. Khuôn viên này khi mà Nga giới thiệu cho mọi người xem, mọi người sẽ mê liền luôn. Trời ơi, dưới này là dạng là ăn chơi chắc đáng đó. Ăn chơi, không phải là ăn chơi relax lộn chứ chắc đáng cái này không có. Tại vì chơi kiểu nhẹ nhàng thôi à. Đây, chúng ta hãy cùng lên xuống cái này nha. Có tưởng tượng nổi không? Cái bạn này á, bạn mới từ Việt Nam qua chủ nhân của ngôi nhà này. Bạn không có lộ diện nhưng mà tôi nói nhỏ, bạn mới qua có mấy năm mà tại cái cốt của bạn là làm về xây dựng đó. Cái nhà này khi mua xong á, bạn tự bạn xây dựng, bạn sửa hết đó quý vị. Bạn tự làm, cái khuôn viên như thế này là do bạn đó làm nha. Đây. Đây. À, và cái khuôn viên tiếp theo thì Nga muốn đưa mọi người xem. Thực sự á, cái xung quanh cái nhà này á, nó ở trên núi. Mà cái may mắn của cái bạn này á, bạn mua cái nhà này á, rất là phong thủy rất là tốt chứ quý vị. Từ xa thì có nước mà xung quanh là toàn những cái cây cối mà cây mắc tiền, ví dụ như là cái cây cây bạch dương hả, cây chiên đàn, những cái cây đó rất là tốt luôn. Dạ chị bớt nói những cái gì mà nó thiên về cái chính xác đi, tại lần nào chị cũng sai hết á. Không, chị nói đúng đây, tại bữa hôm chị có nói chuyện rồi. không biết cái loại gỗ này là loại gì mà Nga thấy nó sồi nha. Sồi phải không? Ừ. Đó, do chính tay bạn tự làm nha. Mà Nga vừa lên đây thì Nga khám phá một cái điều bí mật là nhiều birthday của một người gom lại một chỗ. Đó. Đó. Quá trời tên luôn. Năm là năm con người vô một cái birthday ở đây. Cái cỏ là cái hội bạn bè, là một cái rất với nhau. Đây là một cái khu viên mà để mỗi buổi sáng chúng ta có thể ra đây enjoy, phơi nắng, nghỉ ngơi, relax, đọc sách các kiểu. Thì theo Nga được biết cái căn nhà này là cái bạn chủ nhà này nè, bạn nói là người Mỹ họ thuê rất là nhiều. Lâu lâu có một cái group họ muốn đây về đây relax á, họ tổ chức tiệc mà chơi cái kiểu mà giống như là
giống như trong một cái gia đình rất với nhau thì họ thuê cái căn nhà này, và có khi là họ thuê 2-3 ngày, có khi họ thuê cả tuần, có khi họ thuê một ngày rồi họ ở đây. Đây là một cái mô hình rất là hay nha. Ở tại Mỹ, Nga thấy cái mô hình này hiện tại giờ rất là nhiều người làm. Nga thấy có những người bạn Nga ở đây mà những anh chị mà thành công đa phần là mua những cái nhà rất là đẹp, xong rồi làm lên đẹp, nhưng mà họ không ở, họ ở một cái nhà khác, và họ cho cái nhà này để mà cho thuê, để mà cũng rất là ok luôn, vừa không có nặng đầu cái chuyện bill bộng mà vừa lại có cái thu nhập mà vừa hàng tháng là không có nặng đầu đó, mà lại rất là hay nha. Ý tưởng này là chỉ có những người mà người ta thật sự là người ta có dư tài sản thì người ta mới làm. À, Nga có đang dư không? À, chị đang dư một ít mỡ mà mới phát thuốc cho chị. Đây bây giờ chị Nga sẽ dắt mọi người đi cái công viên này, Nga thích lắm nè. À, thường người ta đánh cái trái màu trắng vô cái trái màu vàng chứ không phải đánh cái trái màu vàng chị nha. Cái màu vàng nó đi đâu, bởi vì cái người không có bao giờ mà chơi bi da nên. Rồi thì hiểu ha, hiểu ha. Chỉ cần mà đẩy trái bi như vậy là đã hiểu trình độ đẩy bi của Thiên Hà. Rất là kém với mọi người, kém một cách nhục nhã luôn. Ôi đẩy bi mà thì đó, vậy thì được, nó tung lên thì là được, nhưng mà sai rồi. Thực sự đây là một cái tầng ở dưới gọi là giống như cái tầng hầm đó quý vị, nhưng mà mọi người ở đây họ vẫn canh thủ, họ làm nên một cái khuôn viên gọi là chơi bida, chơi thể thao, chơi bim bơ bánh bàn bóng bàn nè đó. Và cái phòng này hiện tại thì vẫn còn đang được trang trí, vẫn còn đang làm, mà có lẽ là tối nay tiền này chắc chơi thâu đêm nên là cái ông chủ ông rất là chu đáo, ông bắt người ta cứ đây set up đèn đó rồi các kiểu luôn. Rồi bây giờ là Nga sẽ đưa mọi người đi lên đây để khám phá tiếp nha. Và đó thấy không? Nghe nói nè, ở đây nè, những cái cây nè, cây bạch dương, cây chiên đàn, cây sồi, cái gì đó tôi không biết, nhưng mà tôi không nhớ mà đại loại là rất nhiều. Tại cái phòng này á, nó có một cái điều đặc biệt là chúng ta sẽ mở cái cửa ra và nhìn xuống một cái view toàn cảnh rất đẹp. Trời ơi, trời, cái nhà nhìn lãng mạn quá quý vị ơi. Ây da, lùn quá. Thấy không? Đây là những cái khuôn viên mà phòng rất là đẹp nha, trang trí phòng nào cũng đẹp hết á. Đó là nhiều cái người Mỹ đó, họ có những cái gia đình họ mời party á, họ làm tiệc á, là họ hầu như là họ thuê một căn nhà như vậy để mà họ làm tiệc. Đây. Party, wow. Trời ơi. Lãng mạn quá mọi người ơi. Đó. Giấc này á thì vẫn chuẩn bị chưa xong. Cái Nga thì đã sẵn sàng đứng đây chờ rồi mà khách vẫn chưa ai tới cả. Đây, mọi người nhìn có thể thấy được cái toàn cảnh của cái nhà này ha. Là cái phía bên này là phòng khách nè, phòng ăn nè, bếp, nút. Đó, còn khuôn viên này dãy, cái dãy này là phòng ngủ. Còn cái phía bên này nè quý vị, phía này là đặc biệt lắm nè. Phía này là phòng để cho trẻ con chơi đó. Đó, thấy dễ sợ không? Ước mơ đi coi nhà xong rồi ước mơ, chỉ là mơ ước. Mỗi ngày mua một tấm vé số về cào chú vậy trực siêu đô rồi hẳn mua nha. Đây, ước gì ha, đây là một cái ngày mà gì đó rất là đẹp của Thúy Nga. Thúy Nga cũng đang tính làm một cái tiệc cuối năm, nhưng mà Nga chưa có tiết lộ. Một cái tiệc sẽ được tổ chức trong một trong những căn nhà mà Nga đang không biết là chọn cái nhà nào. Có một cái tiệc rất là vui nhưng mà tôi không có báo. Ờ, ở đây phòng tắm. Phòng tắm mà có gì đâu mà phải quay cơ chứ. Chỉ có nước tôi tắm thì mới là có view thôi, chứ còn nếu không có tắm thì cũng chẳng có view gì đâu. Thôi bây giờ chúng ta đi xuống và chuẩn bị để đón chào cái không gian buổi tối ở đây. Buổi tối ở đây thì rất là lung linh huyền ảo, đèn thắp sáng lung linh rất là đẹp luôn. Khỏe. Ôi, người Việt Nam hả? Dạ, người Việt. Ôi,
cái đoạn này là của mẹ nhưng mà nó viên như sự phơi, cái này là thịt kho bỏ vô. Trời ơi, chị nhìn là chị biết có ăn mẻ này, ngửi cái mùi nhưng mà chị không biết ăn đoạn mẻ, nhưng mà nhìn em làm chị biết là chị ăn được. Ok, có pha pha đậm chút gì nét châu Á không vậy? À, không, người Việt đẻ đây thôi. Không, chị nói là cái món ăn này là mình có like châu Á vô không? Hay là đặc trưng của mẻ luôn? No, no, của giống nhưng mà dùng cái cái này không phải spicy, cái đó là không phải spicy. Đầu bếp đẹp trai lắm. Trời ơi mọi người, đầu bếp đẹp trai, không mặc dù đeo khẩu trang nhưng mà biết là rất là đẹp trai nha. Em là đầu bếp chính của đêm nay hả? Tất cả món ăn là em làm hết này là sao? No, chỉ cái này thôi, cái đó là của người khác. Vậy hả? Vậy em làm cho chị một phần nha. Ok, yes. Thì mình đi ra đi mình coi món này là món gì nha. Quá trời món ăn luôn. Wow. Bất đề chủ nhân làm rầm rộ quá. Nói chung là chương trình ăn kiêng của Thúy Nga đã bị chấm dứt từ khi thấy buổi tiệc này nha. Thơm quá vậy, thơm. Thơm quá, tội nghiệp cho quay phim. Gà xếp phai. Gà xếp phai. Dạ. Quay phim chưa nè, đồ ăn ngon xỉu chưa? Ăn gì ăn dữ vậy chị? Không, chị ăn mỗi thứ một chút mà. Chị đâu dám ăn nhiều đâu. Anh qua đi em. Đâu dám ăn nhiều đâu em. Biết đi ngoài trời gì. Ăn mỗi thứ chút xíu mà. Có trà sữa luôn nè. Cái gì cơ? Uống trà sữa không? Quay lại nói chuyện với anh đẹp trai nè. Đó, tranh thủ vắng đẹp người trai, nè. Trai, bây giờ anh đang đứng một mình, anh áo khẩu trang rồi rồi cái gì. Em trai, em có thể cho chị có món ăn mà em vừa làm không? Yes, yes, of course. Ủa em là học về đầu bếp hay là em thích làm món này hay là sao? Chị làm này cho vui thôi. À cho vui thôi hả? Yeah, cái này là nghề của em hả? Không phải, cái này là just a side business. Làm giống ở trên the weekends á, catering. Dạ. Năm nay em nhiêu tuổi? Dạ, 24. Nó mới 24 tuổi quý vị, tôi 42 là không có được. Tên tên gì? Jay. Jay? Dạ, thank you Jay. What's your name, chị? À, chị là Thúy Nga. Dạ. Wow. Này, có sốt gì không? Chấm với cái này ngon. À, chấm với cái đó ngon. Cày chứ. Okay, cày lắm. Đố chị nói trai đẹp đút cho chị ăn. Yeah, ngon lắm nha. Đố chị nói trai đẹp đút cho chị ăn. Ôi, để đây em để cho chị đi. Cái này đi lên YouTube hay đó. Yeah, on YouTube. Oh, she's famous. Yeah. Send me the link. I'm gonna check it out. After. Yeah. It's okay. Yeah. Đồ quá ngon luôn. Rồi tiếp ăn một món ăn mễ, trong này là có những cái gì, trứng với thịt bò. Có chi, hành rau, với thịt kho Việt Nam. Thịt kho Việt Nam hả? Yeah. Ngon, hàng gì nó ngon kỳ cục mọi người. Giống như một để cái... lấy cái sốt lên. Yeah, come back, okay, come back. Nó giống như một cái bánh xèo hoặc là cái pizza gì đó. Ngon. Thôi ăn đi em. Vậy mà không rủ trai đẹp để trai đẹp đút cho chị ăn. Thôi nó nhỏ lắm. Tội nghiệp em đó. Thank you em trai. Rồi chị ra đây. Mình ngồi đây đi em. Kiếm chỗ nào ngồi đi.
Việt á ở Mỹ rất là thành công nha. Người Việt Nam mình nó nếu mà qua Mỹ mà chịu khó làm ăn, chịu khó học hỏi, chịu khó coi như là cầu tiến thì sẽ rất là thành công. Nhưng mình đây là một cái dinh thự của một đôi vợ chồng trẻ thôi, nhưng mà bạn hay cũng không muốn xuất hiện trên màn hình. Nhưng mà Nga biết là đây là một đôi vợ chồng rất là trẻ tuổi mà rất là thành công ở tại Mỹ. Và những cái dinh thự này họ mua không, cũng không phải là để ở luôn, chỉ để cho người ta thuê những cái party á. Ví dụ như một cái tiệc mà ở đây á, có thể ví dụ như là 50 người thì nó có thể là 5 ngàn một đêm. Còn nếu mà thuê thường mà khoảng 10 tới 12 người, khoảng là 6 cặp vợ chồng hay sao đó thì là có thể là ngày thường là 2 ngàn. Còn nếu mà weekend nó từ 6 tới 7 chủ nhật nó là 2.500 một ngày. Nói chung đây là một cái giá cũng tương đối. Nếu mà mình đi thuê một cái khách sạn lớn thì cái giá cũng rất là cao chứ đâu phải ấy. Nhưng mà nếu mà mình làm một cái tiệc gì mà nói chung là riêng tư thì nên là những cái khuôn viên này nó rất là lý tưởng. Đây là một cái mô hình mà hiện tại thì nghe thấy ở Mỹ họ nhiều người Việt mình đang làm lắm, rất là thành công luôn. Bây giờ mình đi lên đây ha, để mình lấy cái màn cắt bánh. Okay.
Nay có hoa hậu Philippines. Đâu, hoa hậu bạn hả? Này nè. Gì hả? Hoa hậu Philippines thiệt hả? Dạ, thiệt. Wow. Hoa hậu đấy. Ô mọi người ơi, Mr. Yeah, Philippines. À, là giới thiệu mình là hoa hậu của Việt Nam đi, cao 1m81. Ở đây mọi người ơi, ở trước mặt Nga là đang đứng cạnh một hoa hậu. Hoa hậu nào, hoa hậu Philippines. Còn Nga là á hậu hề nha mọi người. She is a Miss also. She, yeah, she's Miss Vietnamese. You can stand up to see how tall she is. Đó, cái hoa hậu á hậu không? Chiều cao nó rất là thập thiện nha. Trời mà hoa hậu ta đi chơi dép dép kẹp đó nha. Người ta còn cao vậy đó. Say hi. Okay. Thank you. Anh vô luôn em chụp nha. Anh vô luôn đi. Ready? One, two, three. Nghe nè, nghe nè, bạn kêu nè đó. Hoa hậu Busa nè. Sao hoa hậu Busa hả? Đây, không. Đây, hoa hậu Busa với hoa hậu Thúy Nga cũng cao cao bằng nhau. Tôi mang dép nha. Đó, mang dép thì cho mày. Cho hoa hậu cái bên cho luôn đi. Tại cái đôi giày cao đi coi rồi. Dễ nha. Không, hoa hậu cái bên hôm nay thì Nga có một cái vinh dự là đến đây ăn một cái tiệc mà gặp toàn hoa hậu không quý vị. Tự nhiên mình thấy mình giống mẫu hậu thiệt luôn á. Mà Nga đẹp mà, Nga hoa hậu đẹp. Cách đây 20 năm chị đẹp dữ lắm á. Cách đây 20 năm chị đẹp lắm á. Giới tính bình thường, tâm lý ổn định. Hoa hậu cũng rất là sẵn sỡ luôn. Sao mọi người sinh nhật ta mà tôi tưởng đám cưới tôi không chào em ăn vui nghe nhắn dự gì nhá chén bún bò mình không ăn chưa mình đâu có gì bỏ đây nè mới nè có không chưa nhìn được cái tôi ăn rồi chưa có ai nấu vậy chết cha có bún bò let's go có sẽ review cho mọi người xem những cái phòng ngủ ở đây rất là đẹp luôn. À, birthday hôm nay thì nếu mà ai mà muốn say quá thì có thể ngủ ở lại đây nha mọi người. Phòng nào cũng đẹp lắm. Ủa, có bún bò hả chị? Ai đó? Em. Anh Hà ơi, bún bò. Chị ơi, chị chưa cho em một tô đi hết rồi đi. Ok, ăn liền. Em ăn không? Chị làm cho. Em ăn. Nhưng mà trước khi em ăn cho em đi review xung quanh chị. Nha, chị chưa em tô nha. Bây giờ ăn không? Không. À, thôi tranh thủ thì là bây giờ cũng phải sắp đến giờ để đi về cho con ngủ. Cái nhà thì cũng phải đi về làm việc, bây giờ chúng ta đi review từng phòng hơn. Cái nhà này là tiền này là tôi đã lên rồi, nên là cái nhà này giờ đối với tôi nó rất là thân thuộc nha. Đây là cái phòng khách nha mọi người. Cái bộ sofa này chứ ngồi cũng được khoảng 20 người luôn á. Đừng có tưởng. Rất là rộng lớn nha. Ở đây cho em cái hình hiện đại mà người ta tập yoga. Còn đây ở cái ở đây thì là có 6 phòng, có 6 phòng ngủ và có 8 restroom. Về thì trong này là có 4 cái giường queen size và có cái 4 cái giường king size, là tổng cộng ở đây là có 8 cái giường. Ở đây là có thể là vài chục người ngủ đây cũng được, rất là rộng luôn. Wow.
sưng lắm mọi người. Chúng ta đi qua một cái thương phòng khác nữa. Phần là phong thủy như quý vị, ta đưa thiên nhiên, đưa núi rừng, đưa cây cối vào đây. Ngoài những hình này là đẹp nhưng mà cũng có cái tính chất rất là phong thủy nha. Đây là nguyên con đại bàng biểu tượng sức mạnh. Phải vậy hay là nhiều lúc cái ốc tôi cũng có lẫn lộn hay không, nhưng mà trong căn nhà này á, Nga rất là thích cái kiến này quý vị. Cái kiến này nó giống như là một cái vỏ ốc vậy đó, nhưng mà không phải vỏ ốc nha, nó thực ra nó là một cái thiết kế design thôi, nhưng mà nó rất là xinh xắn á. Cái kiến nó dễ thương gì đâu luôn á. Sona rồi, bây giờ chúng ta đi vô phòng này tiếp ha. Wow, đây là cái phòng master bedroom. Trời ơi, cái view nhìn lên đẹp quá nè. Thấy nước, thấy hồ, thấy đèn điện. Đây là một cái phòng mà để cho những cái cặp đôi nào mà giống như một cái đêm tiệc lễ cưới chẳng hạn, thì dành cho, hình như ở đây có nhiều cái phòng master bedroom, nhưng mà hình như Nga nhớ cái phòng này là cái phòng bự nhất á. Cái phòng bự nhất mà có một cái phòng ngủ rộng với lại một cái phòng để tất cả các tủ quần áo đây nè. Đúng rồi, như là mình nhớ không lầm luôn á. Là đúng rồi, phòng này là cái gì. Tại sao mà mọi người thấy là cái nhà này á, tất cả đồ trong này là đều bỏ trống không? Đây là một cái dinh thự để cho thuê, nên là chủ nhân họ không ở đây. Chỉ có khi nào có bạn bè tới hay là người ta thuê thì ta sẽ ngủ đây, và người ta sẽ relax tại những cái phòng nào thích nhất ở đây. Có một cái tấm đứng, một cái tấm nằm. Đây là gì đây? Cũng mệt lắm ha, rồi bị dọn dẹp chùi nhà không mà cũng nhức đầu. Nhưng mà thường những cái nhà lớn này thì thường họ thuê những cái người đến để làm việc trong nhà, thuê giờ đó. Anh cả nhà đi vô cái khuôn viên của cái phòng này. Cái nhà này là một cái nhà nhỏ phía bên góc á, thì đây là chỗ để mà nấu ăn nè, nướng thịt nè. Queen size hả? Ở đây mà ở đây thì rất là nhiều giường, tủ, bàn, ghế ha. Bây giờ
là Thúy Nga đang đi xuống dưới đây. Cái khuôn viên này là bốn hai phòng ngủ nha quý vị, chỗ nhiều phòng quá à. Chúng ta sẽ vào một cái phòng này rất là bí mật, không có thể nào mà nói cho ai biết được phòng này là phòng gì nha quý vị. Phòng này ghê lắm, đặc biệt lắm. Vô đây là lạnh quéo da luôn. Đây, đây là cái tầng hầm để rượu đó quý vị. Và thật ra ở đây cũng không ai uống rượu nhiều. Với cái thứ hai là cứ để trống gì đó, để ví dụ như ai có tiền tùng thì ta sẽ mang rượu cái cốc vô đây. Và những cái người Mỹ mà giàu có đó, là thường nhà nào họ cũng có một cái hầm rượu như vậy hết á. Chứng tỏ là người nước ngoài họ uống rượu nhiều lắm ha. Đối với Nga cái máy trên là gì? Thì là giống như cái máy lạnh đó. Máy lạnh này nhưng mà là đời cũ rồi nha. Cái đời mới là nó lạnh full hết. Máy lạnh này để làm gì biết không? Để làm cho giữ rượu đúng không? Đó, lâu lâu chị nói đúng được lần rồi đó. Để cho rượu nó khỏi thiêu á. Giống như mà đồ ăn thịt cá mà ướp á, muốn không khỏi thiêu thì phải bỏ cửa lạnh hiểu không? Đó. Thế từ cái phòng rượu kế qua cái phòng ngủ rất là gần. Giả dụ như là chúng ta mà uống rượu xỉn quá rồi đó, không còn mà đi nổi nữa thì đó, vô cái phòng kế bên này. Đây, ở đây được thêm phòng này như quý vị. Quá chị phòng luôn. Nhà này hả, ở đó cũng có phòng ngủ hết trơn á. Nó bởi vì mà cái thoa địa ở đây mà tổ chức á, là người ta có thể ở đây thâu đêm thức suốt sáng. Nếu mà xỉn quá thì có thể ngủ lại ở đây đó. Tình hình là vậy. Rồi chúng ta đi ra ngoài này ha. Tới giây phút quyết định đi. Tới một cái giây phút rất là quyết định của buổi tiệc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ biết là birthday là của những nhân vật nào ha. Thúy Nga cũng phải nhanh nhanh về để mai còn đi diễn. Còn bây giờ thì cũng có con cái. Về ru con ngủ chị ơi. Cái gì vậy? Phải ru nữa hả? Giỡn thôi, nói gì chứ con em lớn nó giỏi rồi. Nói để giống như mình có một cái hình ảnh người cha đó. Tốt mà sao chị cứ dạt dìm em xuống lại vậy? Em phải nói là em về em ru vợ ngủ mới đúng. Đúng, em xoa lưng cho vợ em ngủ. Còn chị là về phải soạn đồ diễn để mai đi hát show. Đó, mọi người hôm nay là bây giờ đã đi cùng Nga đến một cái tiệc sinh nhật. Thì rất may là những cái bạn ở trong là đồng trang lưới với Bây Giờ. Còn Thúy Nga nhưng mà thì phải công nhận là cái gia chủ là đó là một người rất là trẻ và rất là thành công, ngưỡng mộ luôn á. Rất là giỏi phải không? Ừ. Ở đây thì nếu mà em đi chơi với chị một thời gian thì em sẽ có nhiều cái bất ngờ, từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đúng không?
chị có nhiều mối quan hệ âm thầm lặng lẽ lắm. Nói chứ thực sự thì mình nghệ sĩ mà cũng nhiều bạn bè, nhưng mà đa phần thì Nga rất là lười đi tiệc quý vị. Ví dụ như là đi tiệc mà đi vô phải ăn mặc đẹp rồi rần rồi là biến lắm. Nhưng mà dạo này thì cũng điệu điệu lên chút rồi, tại vì tiệc tùng mà phải sửa soạn ơ đồ rồi lên chút. Nhưng mà hôm nay thì đó, Nga đi đến một cái tiệc của cái ngôi nhà này thì là một cái ngôi nhà đẹp như vậy đó, nó giống như một gọi là dinh thự, thì là cái chủ nhân ngôi nhà này mua là để cho thuê đó, cho thuê cái kiểu mà giống như để làm party á. Nếu mà ai mà có cần như nào thì cũng có thể liên hệ qua số điện thoại của Thúy Nga nha, 714-949-9089. Thôi bây giờ sắp về nhà rồi, lúc nãy tới cái màn cắt bánh mà Nga lu bu lo coi điện thoại quá, em có ghi được khoảnh khắc đâu vậy? Không biết nữa hả? Thôi được rồi, nhờ bây giờ có người đi theo Thúy Nga là Nga y Nga thải hết tất cả mọi việc, Nga ngồi góc Nga kiếm chuyện khác Nga làm liền à. Ôi, nói chung là em về tới nhà rồi quý vị ơi, tới cái chòi của mình rồi. Thôi bye bye mọi người nha.